Dạ xin chào quý khán giả, quý mình Thường Quân đang xem kênh Bagina. Dạ thì lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chúc sức khỏe, lời chúc bình an đến toàn thể quý khán giả cũng như là quý mình Thường Quân ở trong và ngoài nước. Cả nhà ơi, thì hiện tại thì em đang ở xã Trường Khánh, huyện Long Phú, ở tỉnh Sóc Trăng. Thì hôm nay anh em trở lại đây để thăm lại hoàn cảnh của em Thông, 30 tuổi. Thì như những video trước thì anh em có chia sẻ thì em Thông sống có một mình mà trong mỗi căn nhà dột nát, và em mắc một căn bệnh rất là kỳ lạ cả nhà. Thường xuyên thì ăn những cái con vật kỳ lạ. Bên cạnh đó thì không hiểu gì sao thời gian trước thì em tự tay cắt đi cái củ quý của mình. Thì sau khi mà anh em chia sẻ thì mẹ của em Thông ở trên thành phố thì cũng hay tin và về dưới quê về nhà. Bên cạnh đó thì cũng có quý mạnh Thường Quân thì cũng chung tay hỗ trợ để giúp cho em Thông là có tiền đi nhập viện á. Thì nghe nói thì hôm nay thì em Thông đã được xuất viện về nhà rồi nha. Nên anh em thì cũng cấp tốc để đến thăm để coi cái tình hình như thế nào. Ôi, chào cô nha. Chào cô, chào chị. Dạ. Cái nhà anh em thì cũng đang trên đường đi vào rồi cả nhà. Chú chào con nha. Nhà của em Thông nằm sâu trong đây rồi cả nhà. Không biết là sau cái thời gian thì bữa giờ thì cũng lâu rồi cả nhà, khoảng 10 hôm rồi đó. Mà em Thông nằm bệnh viện, không biết giờ này có đỡ hơn không. Cứ mà lúc vào thì lúc anh em lúc đầu lại thì nhìn em rất là tội cả nhà. Sống thì không có đồ ăn, đồ uống thì phải ăn những cái thứ mà những con vật trôi sông thì em cũng ăn. Rồi ở nhà cửa hôm nay nè cả nhà, hôm nay rất là đông anh em cũng đến thăm nè cả nhà ơi. Thông kìa, hồi này cũng dọn cỏ bớt rồi nè cả nhà. Ôi Thông đây. Ủa này đẹp trai quá vậy. Không có nút hả? Kéo xin. Mấy bữa ba đi qua bệnh viện nha mày. Ba chết rồi. Chết rồi. Ngày ba bốn cử luôn. Dạ. Dạ. Ngày ba không cử giờ chích không hả? Dạ chích không à. Chích vô thuốc thôi, chích thuốc không. Chích lột, chích đít nè. Cả nhà. Đít luôn à. Chích đít với chích cô này con giàu có nha. Chích tới đi không nổi luôn á. Hai bên đó. Kẹt không á. Chích sưng đất hết trơn, cái quay bác sĩ, chích chỗ khác cái bác sĩ quay lại đùi. Cái đùi sưng phù nữa đi không nổi, cái chưa qua tay nè. Bây giờ mấy bữa nay giở tay mới lên á. Chích quá trời chích luôn, chích sưng đất hết trơn đi không nổi luôn. Bữa đầu vô là uống thuốc. Bữa ra uống thuốc 2 ngày. Dạ. 2 ngày không suy nghĩ gì chân rồi bắt đầu đó là vừa uống thuốc, vừa chết luôn. Dạ. Bác sĩ có nói mình có tiền thì mình mua ở thuốc ngoài thêm đó. Dạ. Thì bác sĩ cho to thì đi ra ngoài mua thuốc thêm vô cho bác sĩ. Vậy tính ra mà từ khi mà nhập viện em Thông nhập viện đến nay là bao nhiêu ngày rồi cô? 15 ngày đúng á. 15 ngày. Rồi bác sĩ nói tình hình sao mà cho xuất viện vậy cô? Thì nói thấy bác sĩ lại hỏi thấy khỏe nó, được khỏe lắm khỏe khoắn nó ổn định chưa thì cô cũng nói là nó thức nó cũng còn nói nhảm nhưng mà nói ít hơn. Nhưng mà đó 10 giờ còn có 2-3 vậy đó. Dạ. Rồi với lại nó ngủ được nữa, rồi bác sĩ nói vậy là nếu mà ấy thì chích đủ liều cho về đi, rồi có gì á nếu mà sao á không ấy thì vô thì bác sĩ cho giấy chuyển viện. Dạ. Hôm nay thấy trong người sao rồi? Thấy trong người thấy khỏe rồi, khỏe hơn bữa trước. Khỏe hơn bữa trước. Đau. Có mình lên bệnh nhân Thông à, bác sĩ ai cũng khen ngoan hết. Đau tay với đau đứt. Cô tưởng đâu là người hiền ở riêng gì? Ở chung luôn. Mấy thằng kia ăn cơm nó quýnh mẹ nó, cái ông kia hả? Kém anh vợ mười mấy nhát. Trời ơi. Đâu có dám ngủ ban đêm, buổi biết lên cơn lúc nào. Cô không có dám ngủ, cô ban ngày mấy cô dám ra ngoài ngủ không á. Dạ. Yeah. Ở chung luôn, một phòng số 1 đó luôn. Ui ghê vậy. Còn lúc thằng đó kia không có phản ứng gì không con?
không dám ở gần luôn, đem chiếu đi ra ngoài. Đi sợ luôn hả? Sợ luôn hả? Sợ bệnh ngoài không? Ra ngoài chợ. Ở này này là người tỉnh sợ người người bệnh là đúng rồi, cái này là tỉnh. Nó ngồi nó nhẩm ít thôi, còn mấy thằng kia nó nói nhẩm nào nói lớn la không à. Thằng này cũng hết hồn. Dạ. Thằng kia nó cũng nói nhẩm nhưng mà nói to lắm, nó la không à. Sao em không không vô mà kiềm chế mấy anh kia lại? Kiềm chế gì mấy ông nói nhiều lắm, ông ngày ngày mấy ông nói tùm lum tùm lum. Nói sao? Nói sao không nhớ không? Đánh người dạ. Ghê ghê chém gì từ lưới chứ hả? Bang bang không? Ông nói tùm lum tùm la lắm. Thì chứ. Ông này trong đó vui đó, 4 năm sau ngồi vui lắm. Vui lắm mà. Dạ. Bác sĩ khám bệnh rồi chích đó, ta đi vô tới giường. Biết ba bạn ấy á, bác sĩ chiều luôn á, nó đem chiếu đi trải ở trước ngoài á, bác sĩ đi theo nó ra ngoài chích luôn, không có kêu nó vô. Ủa mấy cái hũ mắm bỏ hết hả? Bỏ. Dạ, hũ mắm bỏ, dục bỏ. Trời con ngon chết mà bỏ. Dân kép dục bỏ rồi. Ừ. Dục rồi trước cái móng gà, móng gà cho xong. Rồi làm gà đó. Rồi hôm nay ngủ có thấy tầm bậy nữa không? Có thấy ai kêu réo gì nữa không? Có em nào giờ kêu không? Ít rồi phải không? Ít nghe rồi. Ở ngoài nhờ có mẹ Quang Anh á, qua lại mẹ. Nghe nói nhiều thôi. Nên thắp nhang mẹ. Ghê quá trời. Bữa trời mưa á. Rồi người ta đi sình quá trời đó. Dạ. Vô đâu có gì. Lấy cái phít nước nè. Nếu mấy cái lon lợi lượm, mấy cái lon mũ mũ múc nước từ bệnh viện ra ngoài đó rửa. Dạ. Rửa cho sạch. Rồi, thôi. Và hôm nay vẫn còn nói chuyện một mình nè. Bác sĩ nói không có hết liền được. Bác sĩ nó sẽ nói. Bình thường Phong mà nói chuyện vậy là nói cái gì? Nói lớn lớn lên nữa lên trong em lên là cái gì? Bình thường nói vậy thôi. Là nói cái gì á? Nói trong họng là nói cái gì? Nói trong bệnh viện đó, ở trong đó khỏe cũng khỏe. Đông người lắm, đông người vui lắm. Trong bệnh viện đông người vui hả? Dạ vui lắm. Ôi, vui vô vô nhập vậy? Viện trong bệnh viện tâm thần mà vui. Mà vui mà sao không ngủ trong phòng ra ngoài ngủ hoài vậy? Năm sáu người ngồi trên bàn nói chuyện trò chuyện không à. Có bệnh nhân nói là ta thương lắm, ta uống nước là có nó ly. Viện tâm thần cũng vui. Ở trong đó có em nào không? Có em nào? Gái đầy đúng không? Gái đầy luôn. Lại thăm á, thăm người nhà. Cua được em nào không? Cua không? Có để ý em nào không? Có cua đâu, có để ý em nào đâu. Sao không để ý? Chưa để ý. Có mặt áp trái rồi. Chuyến này về là cưới vợ luôn đó. Chuyến này à? Chuyến này có tiền mới cưới được. Đủ. Nói thiệt mà. Nay nhìn đẹp trai ra hẳn ra luôn. Thấy mập nữa. Sống luôn mà thấy khỏe. Mập nữa. Bác sĩ chổng nói kẹo hoài. Nghĩa đẹp trai muốn chết vậy á. Thấy khỏe. Mà bệnh vậy đó. Chích ngày 4 năm cự lắm mà chích tới đau đi không nổi. Đẹp trai vậy đó rồi bệnh như vậy rồi cắt của mình bỏ nữa. Mấy bữa đi lên liền nó kêu mấy bình tĩnh á. Bác sĩ là chích. Bác sĩ đó cũng người Khmer. Kêu qua mà vô chích không? Tao không đi á. Mày làm gì tao? Mấy bữa đó cũng còn cử. Tới sao từ từ lại nó biết. Đúng rồi, lúc đầu vô nghe nói là nói không có bệnh mà. Bác sĩ hỏi nói tôi không có bệnh. Kêu chích cho má đi. Kêu bác sĩ chích cho mẹ tôi đi. Con không có bệnh. Bữa đó nói sao? Bữa đó ngày đầu tiên vô bệnh viện á. Ngày nhập học vô bệnh viện á. Nhập học vô bệnh viện khám không à? Khám rồi bác sĩ nói sao? Khám uống thuốc không à? Hôm nay ông chích đau quá. Chích đau á? Chích mấy mũi nó đau ghê luôn. Đau vì mình đi không nổi. Thuốc mạnh á. Thuốc mạnh nó mới vậy đó. Rồi bác sĩ khám nói nó con đâu có bệnh đâu, ông nói mày không bệnh sao mày cắt của mày mất tiêu rồi. Không bệnh mà cắt của ấy bỏ. Nói người ta kêu cắt rồi tôi mọc ơn mọc lên luôn hả? Nó biết mọc lên cắt cái đó mà mọc lại nữa trời, còn hơn là cây chuối nữa. Có mọc chưa? Có mọc chưa? Mọc ngâm mấy mốt hên xui mọc lên. Thấy nó lên cỏ không mà nó có mọc cái gì đâu. Trời ơi, ổng nói mốt mọc lại. Vậy là hết bệnh rồi đó. Của người ta mà còn hơn cây chuối nó chặt cái nó lên nữa. Sợ ông luôn à, ông Phong ơi. Vậy mà ổng là không có bệnh đó. Nhành cây gì đó. Vậy mà nói bác sĩ nói không có bệnh, thua thì. Thua. Cái này có thể là... Đầu tiên là nó không có bệnh. Sau đó anh em mình vô thăm ở ngoài bệnh viện đó là mới biết mình có bệnh đúng không? Dạ. Hôm đó là nói, mình con thuốc rồi. Con thuốc mới có bệnh. Nó em nãy mới dùng cơm mới uống thuốc xong đó nè. Rồi vậy là còn bệnh đó, còn bệnh mới còn thuốc phải không? Dạ. Tôi cũng uống chừng nào nghỉ uống thuốc nghỉ chích là mới hết bệnh. Dạ. Mấy kia quậy hả bác sĩ, một tay một chân. Mấy thuốc ngủ mấy gì được. Này bác sĩ dạ chứ nói chuyện chơi này nọ bác sĩ không nói mà trong phòng này có Phong à muốn nói gì nói, còn mấy người kia không dám đụng tới.
hiền á, không dữ. Còn mấy người kia bệnh hung dữ không, có thể là nó quánh mình luôn á. Dạ nhưng mà đâu có biết gì, nó lên cơn nó đúng rồi. Đúng rồi. Còn em có gì không? Em hả? Em hiền lành chết, không có gì đâu. Hiền lành chết, chết rồi. Thì hiền lành nhất mà. Thì chuyến này nè, mẹ má đi giờ về hết bệnh rồi, má đi Sài Gòn lại rồi ở đây mình lên dám không? Dám chứ, họ mình lên cũng dám chứ. Dám hả? Do họ là ở gì rồi đi bắt bả gà dưới sông này kia nữa rồi sao? Có đâu. Hay là đi theo mẹ. Đi bắt cá bắt cua được. Bắt cá bắt cua. Có cho mẹ đi không? Mẹ không biết, mẹ có lên không, hay ở nhà không biết. Cái đó mẹ không biết ha. Bây giờ cầu mong của Phong là muốn mẹ ở đây hay là muốn cho mẹ ở nhà, muốn cho mẹ đi. Ở nhà đây nhỉ? Ở nhà tiền đâu xài. Phải đi làm mới có tiền xài chứ. Mẹ còn thiếu nợ người ta đó, trả chưa được nữa đó. Còn thiếu nợ nữa kìa. Dạ. Thì má đang làm ở nhà đi. Ở nhà làm nuôi má nổi không? Kêu má gắng đi làm đi con ở nhà. Bộ gì cũng được, đi chứ. Biết nói chuyện lắm với bộ. Chứ đâu phải là bộ gì đi làm ngày cũng được mấy trăm ngàn, hai trăm mấy. Gắng đi làm dài tháng gì đâu, dài tuần cho nó được rồi. Có ai dám mướn không? Mày lo đi ngồi nói chuyện không á, thấy mẹ anh ta luôn. Đâu bây giờ em có khỏe thiệt chưa mà đi làm hộ, có khỏe không? Em hả? Em bây giờ còn riêng mình lắm. Đâu em đứng vậy coi, em đứng vậy coi còn khỏe không? Ồ, đồ đẹp quá nè. Trai luôn nè. Mặc áo trái rồi. Đẹp trai nhưng không biết còn mạnh không à. Sao mặc áo trái rồi? Còn áo trái hả? Áo trái nè. Ôi ông ơi, ông còn mặc áo trái là chưa hết bệnh rồi. Áo trái vậy? Sao mặc áo trái? Đúng cái tem luôn. Biết áo trái mặc không? Dạ. Biết áo trái Ủa sao mà trên này mặc nè? Ê không có em trên này nè, trái này nhìn. Trái dưới. Mà sao ở trên lại mặc? Không, tại vì người ta may hai ba. Lật cổ ra nè, áo trái. Kỳ vậy. Ở trên này mặc này đúng mặc này mặc rồi vậy nè, này kiểu 2024 nó vậy. Bây giờ hát bản tặng cho cô chú. Dạ, bữa nay hát rồi. Hát bài vui vẻ. Vui vẻ đi. Rồi hôm nay mình vui vẻ. Chung với ông vui vẻ nha. Thôi cô đừng bắt không được. Ra đi. Rồi. Phan bản gì đi. Ca bài gì đó em biết hát bài nào đâu. Trả lời bài, trả lời bài biết không? Bài gì của Khắc Việt hôm bữa nói đây. Bài hát vừa cái dầu quên mất đi rồi, em quên bài hát rồi. Có thường ca không con? Nhớ rồi. Em nó có thường ca trong bệnh viện con? Hả? Em nó có thường ca trong bệnh viện không? Không. Ca hát hỏi là cao kề tắt tiếng hát. Nói xì gì chứ nó không có ca. Ít ca hát lắm. Mấy bữa trước á, đi vô, nó đi cái nút ở trên cầu thang tới hôi không. Cái bảo vệ với bác sĩ. Dạ. Kêu nó đừng có cho nó đi đó, ở đó người ta nhảy lầu chết mấy người vậy. Gì ghê vậy? Rồi thắt cổ nữa, thành ra cái bệnh viện đó, ở trên người ta đóng cửa hết trơn rồi, cho nằm ở khu vực dưới không à. Dạ. Mình đâu có biết. Dạ. Rồi mấy bác sĩ nói tội nghiệp nó, cho nó đi ngồi đó hoài. Rồi nó đi núp đó hoài, mình đâu có biết, có đi theo giác nó không, cho đi vậy đó. Đúng rồi, em đi dạng như yếu á, sợ bị trong cái phần, trong cái pha đó nguy hiểm rồi, cái dòng pha tâm thần nhảy lầu hết mấy người rồi thắt cổ hết người. Thắt cổ ngay cái cầu thang đi lên xuống mà nó đi ngồi ngay cái cầu thang đó. Tao tăng không gì à, người mà có bệnh tâm thần rồi thì nhớ nên vô nó chích rồi mà đỡ phần nào anh ơi. Đỡ phần nào rồi nha. Này con nghiêm mình thôi, hết nghiêm mình là khỏe mạnh rồi. Bác sĩ có nói gì tái khám không? Có thì khám mới ổn cho thuốc. Dạ. Mua thuốc một bịch lắm. Một bịch thuốc luôn. Dạ. Thuốc an thần này kia ha. Thuốc để mình uống để dậy ngủ. Dạ. Được chứ. Vô trong đó là khi mà trong cái thời gian mà nửa tháng vừa rồi thì có tốn tiền gì không cô? Cô đóng 3,5 triệu. Dạ. Với tạm ứng đó nha. Dạ. 3,5 triệu với tiền mua thuốc hết 700. Là tiền cho mua thuốc ở ngoài á. Dạ. 700 rồi hôm qua cô tưởng hết tiền cô điện cho con đó. Dạ. Tới đi còn dư lại 1,1 triệu. Mấy cô điện cho con đó nói có tiền đó. Dư 1,1 triệu rồi ra bác sĩ ra cũng cho ra tôm ra mua thuốc vào xuất viện về là 300 ngàn. Dạ. Hai thứ còn nhiêu thì bệnh viện cấp. Dạ. Dạ con xài cũng tiết kiệm quá ha. Trời ơi. Cô không nói gian đâu. Dạ. Bữa nào trời mưa á thì cô khi người ta một hộp cơm mình mua 5,000 cơm không. Lại hai mẹ con ăn cũng ăn cơm nhiều quá, trộn uống thuốc ăn được. Không ăn còn nhiều. Bữa nào không trời mưa là cô đi xin cơm từ thiện. Dạ. Còn lúc này mưa hoài luôn, bữa nào cũng mưa hết chứ. Dạ.
bữa nào à, không mưa thì cô đi xin cơm thì thiện vô chỉ có mua đồ ăn 20 ngàn. Nhung đi, nhung đi. Rồi còn bữa nào mưa thì đi về đi đâu? Trong đó có hình Bồ Tát nữa. Ừ, đúng rồi, có hình Bồ Tát thắp, nữa. Thắp nhang mỗi bữa. Rồi đi mua nhang rồi đó, mua lợn nhang. Ngày ngày đi đi ra thắp nhang không? Dạ. Ai ngồi đó vui lắm. Vì vui lắm, ngày nào nó mới ra đó ngồi. Mát lắm, mình nó mát, có cái đà đó. Nhìn Phật Bà Quan Âm giấy cái gì ra ngoài. Ai cho mình được mình khỏe cho sống tốt mà cho mình khỏe. Vì bữa giờ thì mấy anh chị rồi có gửi tiền về cho em Thông không cô? Cho được 10 đến 500 ngàn. Cũng khóc lắm anh chị, nói thấy em gì cũng tội. Lúc này thằng anh nó đâu không có hàng kìa. Làm với con ông này ở ngoài này nè, nó nói ha con nửa tháng nữa. Không có hàng, nằm ở nhà con đi bốc xếp á. Công việc không ổn định ha. Cũng gửi về cho người 500. Ba đứa cũng coi được 1 triệu gửi. Dạ. Mấy người ai làm cỏ vậy Phong làm á hả? Không, làm không? Tập phép làm nãy. Hả? Không phép, không phép làm. Ờ, phép làm. Sạch sạch. Nhớ người tên nhớ trơn chứ đâu có gì đâu. Tay con nhức tay nhức chân quá. Uống thuốc vài bữa nữa là nó máu nó chạy đều lại không sao. Ờ dạ. Như đi bệnh viện người ta thấy nó ai cũng kêu nói đi kiếm thầy coi thêm. Dạ. Nói thấy em nói chuyện vui vẻ quá đó. Ồ, vui vẻ. Nó nằm bệnh viện là lại 50 người, không có hỏi đủ 50 ngàn người. Tại vì ngay cửa đó, ngay cửa có ghế đó, ai vô đậu xe đó. Tôi trong đó muốn gặp 5-6 người, ngày nào cũng trò chuyện hết, nói chuyện vui không à. Dùng đầu vòng với Hương Dương. Tôi có bạn, có bè. Có chứ. Nói gì đông lắm, vui lắm. Vui lắm mà thấy người ta giữ thì sợ. Thấy người ta giữ quá thì sợ đúng không? Dạ. Thằng đó mà hát lên, mấy người đó hát lên nàng Thông ôm gối ôm mạnh ra ngoài rồi. Dạ. Để chiếu chạy rồi. Nhát quá vậy? Dạ. Không có ở trong phòng đâu. Nhìn mặt cũng giang hồ lắm mà nhát vậy. Ngủ bên ngoài mát hơn. Thấy hình dữ dữ không nè. Ngủ bên ngoài mát này chắc đợi khỏe khỏe rồi xong cô dắt đi Sài Gòn rồi xong rồi cô xin như đi làm hồ đi với cô kèm được. Để có cô có thể người ta cho. Bây giờ nó chứ không có làm được đâu, bây giờ làm việc nặng chưa làm được. Vì là mất cái đó rồi, yếu người yếu lắm cô. Cắt mất tiêu cái đó rồi thì giờ người cơ thể không còn sức lực. Dạ hơi yếu tí, giờ mình giờ càng ngày ngày càng mạnh khỏe thôi. Muốn ai kêu cắt cái gì đừng cắt nữa nha. Biết cũng không còn gì đâu để cắt. Biết đừng có cắt nữa. Hết khúc nào dư để cắt rồi. Cắt hết rồi. Ôi. Thật sự nghe tới cái vấn đề đó rồi. Tin chính mình. Xác luôn hả cô? Hãy tin chính mình tốt hơn kìa. Mình nó làm gì mình tốt hơn đúng không? Người ta cứ cắt như gì kia cả người ta có gì đó. Đừng nghe nữa nghe. Biết rồi. Để đỡ công rồi làm khổ mẹ rồi khổ anh chị em. Chừng nào mà mình vậy đó. Dạ. Chừng nào mà ai cắt nói anh Bagina không cho cắt nha. Dạ, vậy biết chưa. Không có dòng nào nhập nổi chứ. Dạ. Anh Bagina nghe Bagina là tưởng gì đâu, nước ngoài á. Dạ. Còn gì đâu. Nói xuất hiện gì á. Dạ. Chưa có tiền trả nợ người ta thôi đi lên chợ đi làm. Cái ngồi lâu lắm. Thôi đừng đi mẹ. Ở nhà đi, nó nói người ta thiếu nợ người ta lại đòi sao? Để con năn nỉ chứ. Dù mình có tiền trả trước ít gì đó rồi để từ từ thôi chứ giờ không biết sao nữa. Để con năn nỉ. Mở quê này thì con thấy cô về đây thì với Thông vậy thì cũng đâu có làm gì ra tiền đâu. Đâu có gì làm. Cũng khó. Đúng rồi, cũng khó. Mà con có xe có gì đi phù hộ được. Cũng đi phù hộ được. Bởi vậy. Ai có xe có gì đâu. Có xe gì mới đi phụ hộ được đúng không? Dạ. Có biết chạy xe không? Biết á mà biết từ không? Bây giờ đâu có chạy. Dạ, họp á. Nó không có tập vải nó họp không quá. Dạ. Đâu có dám cho chạy họp, xe họp, đó. Họp vải lắm. Họp nó hơi họp thôi tên nó. Cái cặp mắt giống như mệt mỏi cho mình vậy lắm. Nhưng mà nửa bên người nửa bên sau á. Không có. Vậy là về là còn dư được có mấy trăm ngàn hả cô? 200 hả? Còn được 1 triệu mốt. Còn được 1 triệu mốt ha. Mua thuốc cho nó hết 300. Rồi đi xe ôm về hết 200. Vậy còn 700. Còn mấy trăm. Bây giờ về nhà không có nồi cơm nấu đó. Cô đi mua hết. Mới mua hả? Cơm hết 260. Dân Lan đi dùm mua cái nồi cơm. Nhiều cũng hết tiền rồi. Tại bữa cô nói là để làm giấy xuất viện coi có thiếu. Không có tiền. Sợ không có tiền rồi điện. Thấy cô ở gần Sóc Trăng thì có thể cho xin như cô giống như là dọn dẹp nhà hay này kia, nhà này kia người ta đó nhóc. Cô ở trong đây cũng có xe cái gì. Dạ.
cái đó thì nó nhẹ hơn, tại cô có làm hồ rồi thì nó rất nặng rồi, làm ba đó nó nhẹ hơn, mà lương ở đây thì làm ba đó cũng 1,000 mấy, 200 mấy. Thì hôm nay con đến thì để coi có Mạnh Quân còn gửi mình được nhiêu tiền á, con gửi cho cô luôn ha cô. Gửi để lo cho. Em thì để cho nó khám bệnh, bác sĩ nói phải có đi khám. Chứ giờ cũng không biết sao nữa. Nó khám hoài rồi. Phải lo cho cái bệnh á. Thì gửi thêm cái bệnh rồi nếu mà nó phát hiện sao mấy bác sĩ chuyển ra chuyển viện, không nói vậy mà không có hỏi là chuyển đi đâu hết kia. Rồi không có hốt. Chuyển nó không có hốt. Này đâu phải thuốc đâu. Không có gì. Bệnh giống hệt đó, vô tới 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 cử là phải làm điếu đó, không ơi, hồi căng đó. Không, con quen với dọn. Ừ. Thì hôm nay con đến đây thì có cô Nga ở Úc á, thì cũng thấy cái hoàn cảnh của em Thông cũng thương lắm, rồi gửi được 1,572,000 à, là cô Nga ở Úc gửi ha. Bên cạnh đó thì cũng có cô Hồng ở Pháp là gửi được 1,000,000 à. Rồi tiếp nữa thì có em Di ở Mỹ cũng gửi được 1,000,000 nữa. Nó là tổng số tiền thì được có 3,572,000. Mà hôm bữa thì cô ứng 500 rồi đúng không? Bữa đó hết tiền luôn hả cô? Hết tiền ăn. Không cô có điện cô ăn luôn. Cô hỏi có tiền không cho cô vài trăm cho cô. Cô không có còn giúp cô vài trăm cho nó ăn luôn đó. Hồi vậy. Lúc cô điện cho con mà con chưa ấy nghe là cô nói với cái bà bán cơm á, bán thiếu một hộp đi, chiều có gì có tiền gửi trả. Nên là bà cũng đem vô tới chỗ cho. Cái vô đó thì cũng nhờ số tiền của Mạnh Thường Quân từ đầu đến giờ thôi chứ cô cũng đâu có tiền gì đâu. Đâu cô có làm gì có tiền, cô mà có tiền hết kìa. Dạ. Người đó mới mở thương mà bán thiếu bán tiền cho. Cái vô đó cũng tốn tiền lắm. Rồi con gửi tiền cho cô ha, vậy là còn lại 3,072,000 ha cô. 3,072,000. Mấy ông mạnh khỏe nha. Sao? Những mọi người đến giúp đỡ những nghèo khổ. Giúp đỡ những người nghèo khổ. Giờ còn thiếu ai thiếu đó cô, từ từ năn nỉ con tiền này phải đi đây. 72,000 này cô. Rồi đây là 1 2 4 6 8 10 1,000,000. 2 4 6 8 10 2,000,000. 2 4 6 8 10 3,000,000 thôi cô, 3,072,000 ha. Cô cũng cảm ơn ba cô ở nước ngoài đó, giúp cho gia đình tôi, hai mẹ con trong hoàn cảnh khó khăn, cũng rất là biết ơn. Từ đầu đến giờ là nhờ Mạnh Thường Quân không? Nhờ Mạnh Thường Quân, mấy con cũng điều trị bệnh được tỉnh có, lại. Không biết sao mà. Từ nay á, cũng gắng phải tìm thuốc cho bác sĩ dặn là phải cho uống thuốc hoài, không bỏ thuốc nào luôn đó. Dạ. Để cái cháu thì bệnh chứ còn nợ nần chắc cô cũng năn nỉ người ta. Không sao đâu, mình từ khó khăn mình nói chuyện ra đàng hoàng đó. Chứ bây giờ á, nếu đem đi chởn á thì ở chởn mình đâu có tiền tái khám này nọ đâu, cũng khổ, còn mình ở đây đi mình dễ. Dạ. Thì ở nhà giờ có gì 200 nha, tại sớm giờ coi lúc nó sớm nha, con không có đăng bài này, con 200 con cho để giúp đỡ tiếp được một phần nào tiền thuốc cho. Cảm ơn đi tái khám tái gì. Cảm ơn ông nhiều. Cảm ơn mấy cô, mấy anh nhiều. Ngồi đàng hoàng coi. Cảm ơn cô chú ông bà giúp cho mình nửa giờ đó. Cho con hết bệnh. Cảm ơn mấy anh nhiều nhiều. Cảm ơn bà con cô bác hàng xa hỗ trợ nhiều. Đủ. Giúp đỡ con với má con. Tại con hơi bị con nghèo khổ hơi bệnh. Mẹ mới quay YouTube để ông. À, ông tiếp giúp đỡ. Đúng rồi. Nào. Nếu mà bình thường, em mà bình thường mà không có gì thì không ai giúp đâu, mà tại em có bệnh. Đó, có bệnh nên Mạnh Thường Quân mới thương mà giúp cho em đi trị bệnh thôi. Dạ. Ờ, đó. Em bị vô đó bị chích mà đạo đít ngủ không nổi luôn. Thấy gì cho có hiếu lắm, mua hộp cơm 25,000 với cơm không hộp 5,000. Dạ. Nên nhường cho nó ăn. Đồ ăn nó biết nhường nó mẹ ăn đi. Dạ. Còn ăn miếng thôi. Dạ. À, ở chồng ai trong nói thằng này nó bệnh mà sao mà nó biết thương mẹ nó, còn thằng kia coi nó quýnh mẹ nó hoài. Có nhiều loại bệnh đó con, tâm thần này có nhiều loại bệnh. Nếu như cái thông thì đỡ, cái nhầm người quậy phải nhốt lại này kia ghê lắm. Mấy ông nó nói hoài luôn, mấy ông nó la làng không. Mấy kia lộ mà còn tay còn chân. Đúng rồi, quậy nữa. Không là nhờ dính vô bệnh vui vẻ. Bệnh vui vẻ. Không quậy đâu mà ông nói nhiều thôi, ông nói nhiều lắm. Nói nhiều lắm hả? Nói ngày ngày nói vui vẻ không, nói nhiều lắm. À. Nói giận nhau, giận vui, đọc phá nhau vui vậy đó. Bác sĩ có bây giờ nói ai gặp bệnh nhân bệnh sưng bệnh phong là có nụ cười, còn gặp mấy thằng này hả?
à, muốn khóc luôn. Bác sĩ thật sự mấy cái bệnh nhân như vậy bác sĩ cũng mệt lắm mà. Mấy bác sĩ ghẹo em lắm. Thấy tới là chết ông ghẹo. Cũng tới chết là bác sĩ nào cũng ghẹo chứ. Dạ. Tại đau đít quá. Dạ. Không chích đít cho nó đau quá. Đấy à, đau quá ngồi xin bác sĩ lại, bác sĩ ơi làm ơn làm phước tha cho con đi, đừng chích con nữa. Dạ. Con đi hết nổi. Ngày là chích mấy quận hả? Ba. Ba lần lận. Ai chích cho mình, y tá hả? Y tá, bác sĩ trong đó bác sĩ nam chích ra chưa chưa chích có dám vô trong khoa sáng chích chích cử chưa chích cử tối chích thêm cử nữa khoa thần kinh chích vô phê không là mấy ông mà phê chích vô đào đào mấy ông đè xuống là lụi vô đít nghe nó mà sợ thở dài xin vào ngồi ngồi không được đâu trước em ngồi đâu được đâu cái tiền của mình thằng Quân á ngủ cũng được cho cô để giúp tiếp xúc với cô vậy đó. Lấy gối đỡ không à? Giúp đỡ đi dậy ngủ. Cô đi, cô có tiền đem Phong đi trị bệnh. Có ai mà giúp nữa thì tụi con lại đến không? Cô có nhớ số điện thoại của cô không? Cô đọc lên trên này đi cho mọi người, thí dụ mình Quân nào muốn hỏi thăm gì đó. 0393352225. Dạ, cô Lan đúng không? Không, cô Hiền. À, cô Hiền. Rồi số điện thoại của Hiền, mẹ của em Thông ha. Dạ. À, ông bà có chú nào mà có muốn liên hệ thì có thể liên hệ hỏi thăm. Dạ. Ừ. Rồi sáng nay ăn cơm gì rồi cô? Cô gửi Lan đi chợ mua thịt heo 40.000 gì cho nó ăn. Thôi rồi hả? Ở Sài Gòn cô đi làm như là có chiếc xe đi làm không? Thôi rồi. Có gian không? Hôm nay là mẹ về rồi nhà cửa sao rồi? Tôi dắt mấy anh vô thăm nhà tham quan nhà cửa coi. Nhà coi sạch đẹp quá nè. Hôm nay là bỏ về nha. Bỏ về ra nha. Vô luôn nè nó. Này bỏ về nha. Tướng đẹp trai, mặt cao gầy. Vô anh em, vô đi. Ôi, cái này là nấu cái gì ăn? Đâu, nay nấu cơm ở đâu? Đã nấu cơm. Lại coi lỡ phé coi, coi ăn cái gì vậy? Trời ơi, không đi kìa, không ở nhà món ăn vani rồi ghê. Không đi còn giờ yếu yếu. Món này món gì? Món gì? Thịt heo kho. Heo kho hả? Thịt heo kho. Rồi. Ngon. Ừ, bữa nay đồ ăn ngon nè, chị em mẹ về là đồ ăn nóng nóng hổi luôn nè, ngon nè cô. Nhà thì có người lớn hỗ trợ nấu ăn này kia nó sẽ ấm áp lại trong nhà. À, nó có ai vậy? Có ai vậy? Nó có anh Tư, chị Tư. Dưới cô giờ ở bên Vũng Tàu rồi. Đi kiếm thầy, ta cũng chỉ, ta nói phải đi kiếm thầy gì thêm nữa. À, kiếm thầy hả? Do con cam phá nó do không có bệnh này không đâu, cũng có người ta theo nữa. Rồi phải chỉ tôi phải về đâu vô này cái trong này là cái phòng này nó không cho con tắt đèn nữa, nó đòi tắt đèn cho con cho em ngủ. Mẹ dám ngủ con dám que vậy rồi con không đốt đèn sao mẹ vậy hả? Mẹ vậy mẹ ngủ đi tắt đèn. Nó không chịu cái nó sợ ánh sáng luôn. Mở đèn nó không ngủ được hay không? Tới gần cô thấy gần sáng cô lại tắt đèn mới nó chịu vô ngủ. Nó không có chịu ngủ vậy là sợ ánh sáng nha. Nó vô nó ngủ. Thì lúc mà ở ngoài bệnh viện có đèn không con? Có đèn, bởi vì có đèn nó miễn nó vô tới bệnh viện là nó đắp mà từ đầu tới đít. Ai cũng hỏi ủa sao mà thằng này nó hay vậy, đắp vậy sao nó ngủ được? Nó không có chịu ánh sáng. Mẹ con về cũng dọn ra. Vậy là cũng có dấu hiệu muốn đi kiếm cô muốn kiếm thầy để coi như thế nào ha. Kiếm thầy. Tự cắt nguyên khí của mình. Tôi tự cắt số không tự lúc mẹ về nhà nha. Mẹ hết tiền chưa mẹ? Cho con xin 100.000 hỏi thử nó xin đi làm đi chơi gì cái cô mẹ. Không á, về tới nhà chưa gì hết trơn á xin tiền. Tôi đi mua trái cây về về cúng. Mẹ coi nói nếu mua trái cây để mẹ đi chợ hồi cho luôn đó, mua cái cây mua bông nữa, dặn của bông nha, cũng tại vậy hết trơn. Biết cách thuận nhang rồi ha. Chỗ kẹo ăn á, ai nó cũng đều nói chứ, ủa thằng này nó bệnh là sao bữa nào nó thấy nó ra thăm mẹ qua ăn hết trơn như trời. Giấy cái gì đó? Giá gì? Mẹ phù hộ hả? Giái rồi, giái thôi. Mấy ông lại tiếp cho tiếp giúp đỡ cho mà được mạnh khỏe. Như nghèo khổ quá mấy ông giúp đỡ. Trời. Cho nhà ấm hạnh phúc. Rồi. Mấy ông có trả lời không?
Sao vậy? Không có trả lời đâu. Hết ngoài. Coi nhà đây là phía bên trong đây. Nơi đây là trước là em Thông. Em Thông là vô trong này là tự mình cắt mấy cái nhà. Cắt đi cái của mình luôn. Đó. Nhà cửa giờ thì nó mưa chắc có thể dột vô. Tối là ngủ đây hả cô? Thông ngủ đây hả cô? Cô ngủ đây. À, làm cái giường rồi cao gì đó ha. Lâu lắm rồi. À làm lâu rồi. Hồi sáng cái giờ cô ở khi thức thì sớm ngủ luôn, đi giặt cho nó một thao đồ lên này, hơi lên hết trơn rồi đó. Dạ. Để bữa bệnh viện bây giờ đâu có ai thay thế mà về mà dọn dẹp đâu. Trong đó cũng khó lòng cô. Cảm ơn cô luôn á, mấy người kia ai cũng nói trời ơi công nhận bà hay thiệt, mà ơn không ai thay hết trơn, nói biết sao giờ không có ai, con cháu nghèo khổ đi làm hết trơn mà. Không, không có ai thay. Phải chịu. Thay. Dạ. Dọn thấy nó đỡ rồi nè, sạch sẽ lại rồi. Nào mấy thì bỏ đi chứ. Chứ tại nó bệnh á, chứ đó nó không bệnh nó cũng biết sạch lắm. Dạ. Nhà cửa nó lau nhà lau gì sạch bon hả? Dạ. Ăn cơm rồi rửa chén nó cơm giặt đồ, xả công kho không á. Không có công kho là không chịu á. Mà dạ. Cái chừng nó bệnh rồi nó chắc không, em có bệnh thì nó không có biết còn nhớ. Dạ, còn nhớ. Đó. Dạ, cô nói đợi cô Sáu con hát gì ra mấy cậu đẩy đó. Dạ. Nó nói mẹ đợi đó đi, chừng nào con khỏe khỏe con phụ làm. Rồi, biết nói vậy luôn hả? Để con khỏe khỏe con phụ làm đi má. Dạ. À, má đừng làm cái đó nặng lắm. Má nói gì, cái con kìa đẩy cắn cái đó đi ra đi vô đụng hoài vậy. Dạ. Giờ nó, ủa nó gớt xuống luôn rồi. Ừ, gớt, bởi vậy. Coi coi. Hôm bữa là nó chưa có gớt. Hư hết trơn rồi. Nấu cơm được không? Gạo còn cô? Gạo, gạo của anh Trần Tài Tình tới nay còn ha. Gạo anh Trần Tài Tình cho. Gạo anh Trần Tài Tình cho còn, tại vì ở nhà có mấy hôm mà. Mì còn không? Mì còn luôn. Đi bệnh viện là nhiều. Ở nhà đi. Đó, đi bệnh viện không mà chưa có nấu đâu. Sáng lại cái đây vậy. Dạ. Sáng lại đem đi ở. Sao mà bác sĩ cho em Thông về vậy con? À cho bác sĩ nói cũng như là chích đủ nhiều thuốc. Cho em về, coi em về coi em có còn phải nửa tháng đi tái khám lần nữa mà bác sĩ theo dõi. Dạ. Rồi nếu mà bớt á, thì bác sĩ lấy đổi thuốc vậy đó. Còn nếu mà không bớt thì có gì á thì bác sĩ chuyển việc. Ừ. Về rồi cô cũng tính đi kiếm thầy hả? À. Cô có biết thầy đâu chưa? Chưa biết. Ừ. Mà tại vì cái chú chú kia nói ha. Cái chú kia ông nói ông muốn nhìn mặt nó đó. Nhìn mặt có, nó giống rồi. Như có dòng theo hả? À. Ừ. Là nói gì? Lại ổng đưa đi, nó đưa đi chỗ cầu thang mà cô nói vắng que đó. Dạ. Đốt thuốc á. Hai ba điếu vậy. Mình không có thuốc nó cũng đi xin ta, nó xin người này điếu người kia điếu vậy. Cái nó cho hai ba điếu gì đó là nó được, nó đi ngay chỗ cầu thang. Nó cầm. Nó đốt. Giống như đốt cho người ta hút vậy hả? Ừ, đốt thuốc giấy. Ghê trời. Tí để con cho số điện thoại của người này cũng quá Sóc Trăng hay lắm. Có gì cho cô liên hệ với ta. Hay á. Ờ, đúng rồi. Cũng người này cũng như là làm phước thôi. Ồ, làm phước. Ờ. Chỉ có nhang với trái cây thôi. Thì nói cái hoàn cảnh của mình vậy vậy đó khó khăn. Cho thầy biết thì thầy cũng không có lấy tiền nhiều. Mình chỉ mua đồ cúng này kia. Nhiều khi gia đình không biết á, sợ mướn thầy rồi tốn phải nhiều tiền rồi không có tiền để trả. Đúng rồi, không có tiền. Thầy giờ cũng từ thiện nhiều, cũng làm phước nhiều lắm. Cô được tiền là cô không dám xài đâu. Còn ở bên kinh Vigina cũng hỗ trợ cho 3-4 triệu gì nữa phải không? Nửa tháng. Ừ, 3 triệu. 3 triệu. 3 triệu lẻ mấy cục. Nửa tháng tái khám. Cũng đỡ rồi, hai mẹ con hữu hỷ đi. Nửa tháng là... Tính mày chu cho 200 nữa. Rồi cô nghe nói là tính đi lên thành phố lại hả? Cô định nói gì đó. Định đi chứ không có tiền cả nợ người ta nè. Định là cô đem nó lên chuẩn, cô đi làm rồi mới... cái chú bảo y tá kia nói này qua nói đi không cô đi làm nó rồi tái khám cái gì đó khó khăn lắm, chẳng thà ở nhà đi bệnh viện ở đây gần đây cô cũng tái khám cái gì cho nó kịp thời, không có cho quá hạn thì em tái khám gì đó. Còn nợ nên sợ. Ừ, sợ rồi, nợ giờ là 9 triệu đúng không? Ừ. 9 triệu nó cũng là sợ nha. Sao cô? Thì mấy cậu á giúp cho cháu được cái chỗ bếp làm cho
hồi nãy hả? Nè. Mua tôn này cái nọ lột cái nó dùng cho nó tội nghiệp. Nè, chạy con chơi rồi. Tụi nào nè, nè sáng sớm ra bạn vô nhà tôi mà gặp nhỏ này với nó bắt tập quá đó. Nói trời ơi ông nội làm gì từ từ con ta mới về. Nó vô hả? Vô nhà rồi nợ cô á. Nó bắt tập quá ăn trước cái mượn lan này nè. Dạ. Thật cảnh không cho vô. Trời. Chủ nợ lại. Ghê vậy? Thấy cô về là đi vô, ta đi vô. Nghe nói cô về đó. Sáng cái nhỏ bán tập quá với em Lan rồi cả. Cái gì mình đi ra ngoài mình nói với tiện người ta đi. Cứ giờ. Không ở Sóc Trăng á. Không, mà à, không có ở đây ha. Ừ. Nghe cô về đó. Rồi, rồi. Khổ rồi. Nó về mới xuất viện nhà, cái chủ nợ lại đòi vậy. Cái tiền đâu trả cho người ta. Cô lo, nói trời ơi, chắc là cô đi rồi đưa con đi luôn. Rồi làm có tiền mà về mới trả cho người ta chứ không phải mình giật. Mà tại vì cái thời gian trong lúc này mình không có tiền, không có khả năng để trả bác thôi. Bác sĩ thì nói gì mà bác sĩ nói là nó thì bệnh vậy nó không có chuyện một ngày một bữa hết đâu. Dạ. Cô ở xứ nhà mình, tỉnh nhà mình đi dễ. Có gì thì cô lên tới liền. Ở tỉnh mình rồi còn lên chỉnh tiền bạc không à. Dạ. Không có tiền bạc lo cho nó đâu. Nó ngay nó bệnh mà vô bác sĩ nào nó cũng chào hết trơn. Ồ. Bệnh hiền cũng đỡ. Hiền á. Ai dạ. Người bác sĩ cũng lại giải thích vậy á. Cũng nói thật mà, nói thật với bác sĩ gì đó. Dạ. Bác sĩ nó hỏi bệnh lâu chưa, nói bệnh cũng lâu rồi bác sĩ mà không có tiền, không có điều kiện cho con đi khám bệnh. Bây giờ nhờ mấy chú Mạnh Thường Quân xuống quay đó, mấy có tiền đem cháu ra đây trị bệnh. Dạ. Rồi mấy hỏi bác sĩ gì chứ nhưng bệnh phong nè chị cũng như nó hết sao bác sĩ nói bệnh này làm gì hết được lâu dài lắm à, hết lâu dài lắm chứ không phải một ngày bữa hết đâu. Bây giờ xuất viện này là về rồi bắt đầu một tuần à, người ta là một tháng chứ nửa tháng cho đi tái khám, còn phong này cho một tuần dạ khám một lần à, bác sĩ theo dõi với nó sao dạ. Rồi nếu mà nó còn không bớt, nó tăng nữa, mấy bác sĩ chuyển viện, làm giấy cho chuyển viện. Thì bác sĩ cũng nói vậy thôi mà cũng cô không có hỏi chuyển viện nào. Thì mình cứ trước mắt là mình khám định kỳ đi. Đó. Kêu đi tái khám thì mình cứ đi tái khám đi. Tái khám, nửa tháng là đi, hai tuần là hết một tuần chứ. Có giấy bảo hiểm chưa con? Hả? Có rồi. Bây giờ sau này là đi là hết. Nếu mà nó không được bảo hiểm mấy ngày sau này mới tốn tiền nữa, nó không có dư tiền. Cô nói may mắn là có bảo hiểm không tốn tiền. Nào mấy ngày sau chỉ tốn tiền ăn thôi. Nhưng mà chừng nào hết tiền thì cô liên hệ mấy con rồi giúp cô tiền ăn được không? Cô hỏi gì đó. Có 500 ngàn. Làm bữa là gửi cho cô 500. Nay trừ lại. Cô điện cho con rồi mấy cô dám đi mua thiếu bà kia học cô. Dạ. Nó có gì tới chiều cái em có em gửi. Con cũng may mắn có Mạnh Thường Quân gửi đó. Chứ mà mình Quân không giúp, không có gửi thì làm sao mà ứng cho cô được á. Cũng cảm ơn mấy con nhiều giúp đỡ cho em. Cho cũng điện hỏi thăm hoài về em thông á, rồi biết hôm nay nè, thì cũng điện biết hôm nay là em mới xuất viện, thì tụi con đến thăm. Thì coi còn tình hình sức khỏe như thế nào, để gửi đến mọi người, để gửi đến khán giả Mạnh Thường Quân luôn. Thì cô cố gắng ha. Cảm ơn Mạnh Thường Quân rất nhiều, Mạnh Thường Quân ở gần ở xa. Dạ. Giúp đỡ cho cháu, với cháu được đi trị bệnh. Bây giờ nó không hết, giờ từ từ nó cũng cảm, từ từ bác sĩ cũng nói vậy đó, nó cũng trị từ từ, chứ không có trị liền hết liền. Dạ. Thì giờ thì chỉ chờ thời gian thôi, quan trọng là trong lúc này hơi khó khăn thì cô cũng cố gắng ha, cố gắng. Chứ giờ đi lên trển thì lại không có điều trị với em nó nữa. Không có tiền, không có bạc, đi làm thì chị đuổi nó này nọ, chứ giờ đâu có tiền đi. Nên đi. Nhưng giờ bây giờ đặt cái gì ở đây đi, mà nó có bệnh có gì đặt cái tiền này, không có tiền đi xe ôm, giờ mình nhờ người ta cũng được. Nhưng đi trển đâu có ai. Sợ là sợ nào lại đòi thôi, kệ gán chịu đi cô, mình nói với mình năn nỉ người ta đi. Còn từ từ đi tôi trả, chứ cũng có 9 triệu mà, chứ không có nhiều. Bây giờ chỉ lo phần đó thôi đó cả nhà. Biết đâu có một phép màu nữa, video này hôm nay có một phép màu nữa nó xuất hiện rồi đứng ra trước cho cô trả nợ rồi sao? Đúng không anh hả? Cái gì mình cũng không nói trước được, tại mình chưa có đủ duyên thì mình cứ hy vọng biết đâu có một Mạnh Thường Quân nào đó thương. Người đứng giúp nói cho cô mình trả nợ thôi rồi á, ở nhà mẹ con có muối ăn muối, có mắm ăn mắm, cũng mình không có yên tâm giúp được. Dù mặc dù cô đi làm gì chứ cô cũng không có yên tâm đâu. Dạ. Lúc cũng nghĩ về nó tép à, cho làm gì cho nó ăn đi, nghĩ à tép vừa cho thôi, cô cho tép hả? Rồi ăn tép đó giờ nó rồi quá tốt quá. Nó ngay ở đây cũng nhờ bà con ta thương, ai cũng thương. Vô nhà vậy đâu có ai, tôi chạy lên chạy xuống ngó luôn, không có lấy đồ đi, cũng nhờ không á. Dạ. Không có ai đâu.
ơn cái muỗng gì không có, cái gì chân đồ áo quần quật mẹ con có, tôi đem đi cho tới bệnh viện luôn. Rồi về đi làm giấy bảo hiểm cho đó 2 ngày nữa. Được luôn. Hai ngày chồng nó tôi đi tốc hành làm được luôn, đâu có ở rảnh đâu. Cô này cô Lan đúng không? Dạ. Cô là tôi đầu tiên là kêu mẹ về đó. Cho nó sáng. Ngoài này quay tới thôi à. Rồi đây mà tôm qua cho nè, tép qua cho nè. Cô Lan nè. Tép cho nó nè. Thấy ngồi thấy tội nghiệp đó nè, xuất hiện về á thèm tép vậy đó. Rồi bây giờ mua về về cho mẹ làm gì cho nó ăn làm đi. Cô Lan đây cũng là người liên hệ qua anh Thắng miền Tây đó anh Thắng hả? Về tới hôm qua chồng tôi đi pha lấy bàn bóng để câu cho. Rồi không có điện á, rồi ông chạy đi kiểm dây lại ông tục coi điện cho xài vài bữa đi rồi đặng tay vô câu cho. Dạ. Tối hôm á bữa nay có điện nè, thấy có điện hôm rồi đó, nhà ông chồng tôi lại vô làm tiếp làm cho đó. Sớm thì tốt. Chứ ở đây hả con, cô hỏi con mấy con dám que gì là không có điện sao cô dám hỏi. Dạ. Cái hù quá. Mình thấy cái điện đó. Nói ông ơi ông làm trước đi, đi lấy bóng hai cái bóng đi rồi lấy dây điện mình cùng con người ta đỡ cho nó hai đêm đi. Dạ. Rồi cái gì mẹ đi kêu người ta lại câu vô. Dạ. Hồi hôm mà có tiền không có đứng hình mà bữa nay đi kêu nó để lòng mẹ mình cũng sót lắm, nó quen ngủ thầm. Ngủ thầm mới nó ngủ được, rồi mình nó thì sợ. Thấy cô ngủ được giấc gì á, cũng thấy gà gáy thì cô cũng tắt đèn cho nó vô ngủ. Nếu không tắt đèn nó không có ngủ. Nó thức hoài vậy á, đi lên đi xuống, đi lên đi xuống. Mà nó ít hơn nó không, nó nhảm, nó nhỏ miệng á. Chứ nó không có nói gì lúc trước. Lúc trước là nó không có ngủ. Hôm qua về tới nó chạy đi lại hỏi thăm vài người á. Ba bốn người chạy vô thăm ba. Cái hàng xóm ai cũng thương á. Cảm ơn á. À, mấy chị mấy cô lại thăm em mới xuất hiện về, cảm ơn nha. Yeah. Nó cũng nhờ cô đó. Lan cũng như là bà con hàng xóm ở đây mỗi người nói một tiếng để mới mạnh quân mới thương và giúp đỡ. Tôi là người đầu tiên đó là thấy nó rất là khổ quá, rồi mẹ nó chưa liên lạc được, mất cái điện thoại với tôi, mất số điện thoại không liên lạc được. Mới tôi kêu chú Thắng nè, nói chú Thắng ơi dùng kêu chú Thắng dùng xuống coi thông chút đi, quay coi chút có cảnh sao coi thấy biết được. Chú cặp hơi trước nè, hắn xuống về nha, xuống tay xuống về thấy cái đúng hệ đúng chỗ luôn. Thấy rất mà khổ vậy đó. Rồi y nói rồi bắt đầu y quay lên, chắc quay lên tôi kêu mẹ nó về. Tôi là người kêu về đó, nó biết, nó mới biết, nó điện về về liền cái tôi liền á. Cũng các bạn cái hắn nè, tiếp chỗ nào cô cũng coi quay ở đâu cô cũng lên coi. Mà nhưng mà mình muốn kêu ta đâu, có ta phải biết rồi. Giới thiệu cho cái thằng miền Tây là dân quan quay không đi. Đi quay chỗ nào cô cũng lên coi. Quay chỗ nào. Cô Lan này có một đứa con gái như là cũng không bình thường. Nó bị do tâm thần nặng á. Cô cũng làm không biết gì đâu. Ba mươi nó không có đi đâu, ở nhà đi ngủ một chỗ. Nó có đi đâu hết trơn á nhà. Mà nhưng mà thấy tội lắm, cho ăn không ăn, cho ăn thì ăn, cho là thôi không biết đòi. Mà ngày tới tối cho nhịn cũng được. Tội nghiệp vậy á, không có quậy. Rồi hỏi tôi á, nói má má bọn thông xuất hiện về hả má, thôi nói về nó hết bệnh hả mẹ. Nhiêu tuổi cô? 32 tuổi rồi. Coi được làm xui luôn không cô? Coi được làm xui luôn lớn lên tuổi. Chứ biết hỏi thăm á, đi hỏi thăm á, mà nhỏ kia nó hiền lắm, nó nhảm đi vậy đâu vậy coi được thôi, làm xui với hai bà đi, hợp luôn à. Ông này ông hết qua hết đời rồi. À quên vụ kia. Nó có mọc lại mà. À mọc lại đây quên nữa. Này không đâu mọc lại mốt nó lên lại khác. Đi ra đi chơi với Phong ơi, có kẹo nè Phong ơi, vô đây chỉ cho nè. Dạ mai mốt em mọc lên đẹp hơn bác sĩ. Chứ con tôi nhỏ Út nó nói em ơi, cho em xin cơm vô thằng này nó em nhỏ kìa. Mới đi vòng không? Ra 30 ăn. Cho tép ăn này kìa. Cô cho tép kìa. Cho tép ăn nè. Cho tép ăn gắn một. Cảm ơn Lan. Lan nhiều nha. Rồi biết cô Lan. Thấy bệnh và chữa bệnh và lấy tôm dùng cho hết bệnh. Rồi mấy bà cho cô Lan ăn. Bà Lan. Bà Lan. Bà Lan có nhỏ con gái, cô con gái kìa chịu không? Bạn có con gái. Chị hả? Lớn hơn 2 tuổi. Lớn hơn 2 tuổi. Có 2 tuổi có sao đâu, gái lớn 2 là tốt mà có gì đâu. Chịu không? Chịu không? Bỏ gả cho luôn kìa. Mày mốt con gì con nay mày mốt con vợ mới vợ. Kiếm vợ mới vợ ý. Ý là ta đi kiếm vợ ơn ta mới vợ ý chứ. Vậy hả? Anh không biết nói chuyện nữa trời. Đúng rồi, mới gì đúng không? Đúng rồi. Mình tự kiếm mới vừa ý đúng không? Cái thấy gọi hả? Được luôn á. Hả? Thấy chị kia gọi đúng không? Dạ. Thấy chị kia gọi không? Thấy con không con? Luôn á. Dạ. Chịu không? Thấy rồi. Mà không chịu hả? Không chịu hả?
Không chịu hả? Dưới để kiếm cô khác đẹp hơn. Cô khác. Sao chê? Sao chê thẳng vậy trời, nhìn kìa, nói mà nhìn cô kìa. Nói mà nhìn con. Sao chê con gái người ta đang đem đồ ăn mới cho mà chê gì? Mới được. Cái cô nào whip whip mới được. Chứ anh thấy là đẹp rồi đó, anh thấy rồi á. Em xấu quá à. Quá yêu sao đúng không anh trai? Yêu sao? Rồi nếu mà con gái người ta chịu thương người rồi cây đồ lông đau mất tiêu rồi thì sao? Lông đau mà mốt có vợ gì nữa, không xin nào béo rồi. Mốt một lại. Không, chờ cho mọc lên lại. Mọc lên lại. Nói nhiều cái câu nói đỡ không nổi luôn. Từ từ cũng mọc lên lại. Giống như kia. Không chờ cho mọc lên lại. Nếu mà không mà mọc được cây đồ lông đau đó lại là coi như là YouTube này ngon lành luôn đó. Chịu wheel luôn. Rồi mời đám cưới tụi mình nữa kìa. Mời đám cưới hết không? Nhớ tên hết không? Nhớ này tên gì không? Tên gì? Dạ. Nhớ người này tên gì không? Anh này á. Ừ. Tên anh gì không biết đâu. Tên Huy à. Bà Ghi nè, người tóc dài nè. Ông đó hả? Tên ông Thanh. Ừ, Thanh gì? Quân. Quân, Thanh Quân. À, Quân. Anh này tên Quân, anh này tên gì? Anh Quân. Luôn. Luôn à? Luôn. 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 Anh Tấn, anh Cường. Anh Út. Anh Thắng. Anh này. Rồi nói hồi bệnh lại luôn nè. Không nhớ, không nhớ. Gột. Ông nhập viện nữa. Chút nhập viện lại nữa. Dạ. Ông Bụng Bự. Ông cười. Anh Cường. Cường. Anh Quân. Dạ. Anh Tấn, anh Thắng. Anh Thắng là biết rồi phải không? Anh Thắng là dễ rồi phải không? Dạ. Anh Út. Anh Út. Luôn rồi luôn. Ừ, đó nhớ nha, để nó hồi nhập viện lại nữa, thôi nghỉ ngơi nha, mấy anh đến thăm cũng như là gửi tấm lòng của mạnh thường quân, cảm ơn rất nhiều mạnh thường quân mà giúp đỡ cho hai mẹ con, cảm ơn rất nhiều, có duyên thì sẽ gặp lại ha, có mạnh quân thương giúp rồi mấy anh quay lại rồi, giữ gìn sức khỏe nha, rồi con chào cô đi nha cô. Rồi cô dành sức khỏe. Dạ dạ. Thì cả nhà thì nãy giờ thì em cùng với anh em ở Sóc Trăng thì cũng vào thăm lại hoàn cảnh của em Thông 30 tuổi. Thì như hôm nay thì khán giả cũng nhìn thấy thì em là xuất viện về nhà, nói chung là tinh thần thì cũng ổn định hơn lúc mà anh em mới lần đầu lại gặp á, cũng khỏe hơn nữa. Bên cạnh đó thì cũng có quý nhà hảo tâm cũng thương rồi gửi thêm ít tiền. Ở video thì cũng cho em gửi lời cảm ơn đến tất cả quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm cũng đã thương em Thông mà giúp đỡ. Thì giờ chắc em cũng xin tạm khép video cả nhà. Hẹn gặp lại toàn thể quý khán giả, quý mạnh thường quân ở video tiếp theo ha. Xin cảm ơn.